3 giờ ngày 18 tháng 6. Có biết. Cuốn vào ghế một cuốn là thấy mệt quá rồi. Anh lựa cái gì nào đẹp đẹp để cho em sắp ra riêng anh hả? Hay xong chưa bố phải phải trắng nữa. Ba cái cuốn này để dành cho con, thằng Thái nó không có chịu ăn lạp xưởng. Làm cho ông Thái 5 cuốn đi, 5 cuốn không để lập xưởng. Lập xưởng ngon chết không ăn. Bố đang quay phim hay vậy bố? Ủa còn trứng nhiều quá hay sao mà bố khỏi lo, chuyện đi chuyện của em. Trời ơi tôm khô còn này cầu cuốn 100 cuốn nữa không hết. Còn ruốc trứng rau thơm quế chứ không phải là huế nha anh. Tổ chẳng vậy.